Xin thông báo, video có rất nhiều số 2 và đạn vàng. Vì vậy, những ai bận cả với đạn vàng vui lòng tắt video. Còn những ai không quan tâm, hãy tiếp tục. Xin chào anh em đã quay trở lại với K9 nha. Được rồi, như anh em trước mặt anh em đây, đó chính là chiếc KV1. Chắc chắn đây là một trong những chiếc xe huyền thoại rồi. Vâng, anh em không nhầm đâu, đây là một trong những chiếc xe huyền thoại. Đến nỗi mà chúng ta có một cái huy chương ở trong cái game World of Tanks này liên quan đến chiếc KV1. Nếu mình nhớ không nhầm, đó chính là chiếc huy chương Resenio Heroes. Không biết mình hoặc là Resenii à, Hero, không biết là mình đọc đúng không, nhưng mà thôi mình đọc theo kiểu chữ bài chữ ấy là cho nó gọi là nhanh gọn lẹ. Anh em nào biết thì bình luận phía dưới. Được rồi, chúng ta có thể kể qua cái dấu ấn lịch sử chiếc xe này. Tháng 6 năm 1941 gần thị trấn Resenii à. Đấy, gần 20 tăng KV thuộc quân đoàn cơ giới số 3 Xô Viết chạm trán với sư đoàn Panzer số 6 với sấp xỉ 100 xe. Wow. Một chiếc KV duy nhất đã chặn đứng đà tiến công của quân địch trọn 24 giờ trong khi bị tấn công dữ dội bởi hàng loạt những vũ khí chống tăng. Cuối cùng, đến khi hết sạch đạn, nó mới bị tiêu diệt. Vâng, như anh em thấy, KV là một trong những chiếc xe huyền thoại của Thế chiến 2. Và thực sự luôn là mình cũng có xem một vài bộ phim liên quan đến KV hoặc là những cái gọi là câu chuyện lịch sử liên quan đến chiếc KV này. Đấy, vậy thì sao? Vậy thì sao? Chúng ta có gì? Có thêm cả một huy chương nữa, đó chính là huy hiệu Kolobalov, cũng là chiếc KV anh em ạ, KV1 của mình. Đấy, đại tá Kolobalov chỉ huy một tăng thiết giáp xuất sắc của Xô Viết, tiêu diệt 22 tăng Đức, 2 khẩu pháo và 2 chiếc xe tăng thép bằng hai chiếc xe bằng tăng bọc thép bằng chiếc KV1 của mình trong trận chiến ngày 19 tháng 8 năm 1941. Chúng ta có đến 2 chiếc KV có huy chương, nếu không tính đến chiếc KV2 này nhá anh em. Chúng ta không tính KV2 thì chúng ta có 2 chiếc KV đều được làm huy chương trong game World of Tanks, còn lại thì mình không biết còn huy chương nào không. Vì thế, mình sẽ làm một video về chiếc KV2 này. Đùa đấy, về KV1 thôi. Tại vì cái video KV2 của mình được hiệu suất khá là cao và anh em rất là thích khi mà mình cầm KV2 bắn đồng 152mm mà còn bắn đạn AP. Vì vậy, video lần này mình sẽ sử dụng chiếc KV này bắn khẩu pháo 122mm và chủ yếu bắn đạn hit anh em ạ. Được rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi qua chiếc KV1 này nhé. Chiếc KV1 của chúng ta có khoảng 4 khẩu pháo, trong đấy có một khẩu pháo mắc là 85mm F30. Khẩu pháo này quá là bình thường, là khẩu pháo quá là phổ thông rồi, nên là mình sẽ không sử dụng khẩu pháo này. Thay vào đó, mình sẽ sử dụng khẩu pháo 120mm U11. Anh em có thể thấy đây, khẩu pháo này có sát thương trung bình mỗi viên là 450, 450 với đạn nổ thường và đạn hit là 370. Độ xuyên của đạn thường là 61 và độ xuyên đạn hit là 140. Quá trình lót đạn là khoảng 11,4 giây. Đây là quá trình lót đạn khá là phổ biến của khẩu pháo 120mm rồi, cho nên là mình sẽ không nói năng gì, không quá lâu cũng không quá chậm. Đấy, sát thương trung bình mỗi phút nhá. 2368, đây là sát thương trung bình của đạn nổ thôi, còn nếu mà là đạn hit thì nó sẽ giảm xuống một chút. Số phân tán cự ly 100m là 0,57. Tất nhiên rồi, mình hiểu mà, cỡ lòng to trên những chiếc xe low tier cấp thấp thì chắc chắn chúng ta sẽ bị phân tán và ổn định kém. Đấy, thời gian ngắm 2,9 nữa. Đấy, nhưng không sao, chúng ta sẽ khắc phục bằng cách là như anh em thấy đây, mình kíp lái của mình là kíp lái tuyển thôi, không phải kíp lái đặc biệt đâu, cũng chỉ có 2 kỹ năng thôi. Và để khắc phục tình trạng đấy, mình đã lắp cho trên chiếc KV này 3 thiết bị như sau. Đó chính là cơ cấu xoay trở cải tiến, bộ thức ngắm cải tiến và thông nòng. Đấy, thông nòng thì mình nên lắp thông nòng rồi, bởi vì nếu mà không lắp thông nòng nó lót khá là lâu. Cho nên khi mà mình lắp như thế đấy, mình cộng thêm cả cắn nắc nữa, quá trình lót đạn nó xuống 9,45 giây cho một viên 370 hit. Đấy, thì rất là tốt rồi. 370 mà bắn có 9 giây là cấp 5 là khá là ổn áp đấy. Và mình còn chưa nhá, mình còn chưa mắc gì đâu, mình còn chưa mắc hết phần trăm kíp lái đâu. Đấy, và thời gian ngắm đã giảm xuống còn là 2,6, phân tán là 0,5, thế là mình nghĩ rằng là chắc phân tán này sẽ ổn định hơn rồi. Nhưng mà trước đấy nhá, trước đấy có một trận đấu mình đã không nắp cái xoay trở, mình nắp quạt và nitro và thông nòng anh em ạ. Mình nắp nitro để chạy nhanh hơn, bởi vì chiếc xe này đi khá là chậm khi mà chỉ có 34 km/h thôi. Tốc độ này khá là trung bình nhưng mà tăng tốc khá là chậm, nên là mình mang nitro lên. Đấy, thế nên là ok, mình chắc chắn là mình sẽ không nói gì nhiều về chiếc KV1 này đâu. Anh em chắc chắn là quá quen thuộc với chiếc KV1 này rồi, nên là mình cũng không có nói về nói chung là giáp hay là gì đâu. Đấy, nói chung bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào những trận đấu mình bắn trên chiếc KV1 huyền thoại này nhé, với khẩu pháo 122mm và đạn hit. Yes. Trận đấu đầu tiên, KV1 ở Berlin. Vâng, như anh em thấy đấy,
tăng Liên Xô mà ở Bắc Berlin thì có phải gọi là tăng 300% hiệu suất. Được rồi, như anh em thấy thì với cái khẩu pháo 122mm của chúng ta không hề có đạn AP, thay vào đó chúng ta chỉ có đạn nổ và đạn hít mà thôi. Với đạn nổ chúng ta có sát thương là 450, độ chuyên 661mm và vận tốc đạn là 515mm/giây, bắn kính nổ là 2,49. Đạn hít của chúng ta là sát thương là 370, độ xuyên 440mm và tốc độ bắn lại kém hơn cái vận tốc đạn kém hơn đạn nổ một chút, là chỉ có 412m/giây thôi. Như vừa rồi anh em có thể thấy rằng mình đã đấm một phát vào chiếc KV-1 bên đội địch, sát thương 371 đấy, bởi vì mình đứng ở trên cao và với cái đạn hit như thế thì hoàn toàn mình có thể xuyên được chiếc KV. Nhưng anh em thấy rằng là chiếc M5A1 anh ta lót đạn vàng đã bắn xuyên mình 2 viên rồi. Cho nên là như anh em thấy thì hiện tại mình đang ở một thế rất là khó khăn. Mình quên mất rằng là đây là phòng cấp 4 anh em ạ, mắt xếp trận cấp 4. Wow, một pha slap shot trúng trước BZ3G, anh ta mất 329 máu. Chiếc Green Day vừa đáp mình 77 máu. Và như anh em biết thì trong cái trận đấu xếp trận cấp 4, cấp 5 này thì chắc chắn rằng nó sẽ dễ chịu hơn đối với mình rồi. Wow, một pha slap shot trúng trước T6 Medium, 360 thiệt hại. Wow, như anh em thấy thì tăng Liên Xô khá là được độ về cái khoản là đạn bay. Bây giờ mình sẽ cố gắng bắn trước T6. Oh, thêm một viên đạn nữa, cũng chưa cần thu tâm hết, mình đã bắn chết chiếc T6 chỉ bằng 2 viên đạn anh em ạ, chỉ bằng 2 viên đạn, chiếc T6 đã bay màu. Chiếc Green Day vẫn đang cố gắng bắn mình, thì không sao. Chiếc BZ anh ta cũng chỉ còn 200 máu thôi. Nhưng em thấy thì hiện tại mình đang chiến đấu lại khoảng rất là nhiều cái địch và BZ3 cũng đã bay màu. Chỉ mới khởi động trận đấu khoảng 2 phút 30 giây, mình đã ăn được 1400 thiệt hại, hai kẻ địch đang ngã xuống. Vâng, rất là nhanh gọn lẹ. Thực sự thì bên đội bạn có hai chiếc KV-1 đi chung đội với nhau nên là mình cũng khá là ngại. Và chiếc KV-1 đội bạn đã tận dụng cái khe nhà. Anh ta đã tận dụng cái khe nhà này và bắn mình anh em ạ. Và mình đã bị hỏng tháp pháo. Bây giờ mình đang sửa cái tháp pháo này khoảng 15 giây anh em ạ. Một con số rất là lâu ở cấp 5, bởi vì mình cũng tiếp lái của mình cũng chưa mắc mà. Đấy. Hiện tại thì không có ai hỗ trợ mình cả trong trận đấu này, cho nên là cũng đang rất là khó khăn. Rồi, như anh em thấy thì KV-1 đội bạn vẫn đang trực ở đấy, mình chỉ ra dụ thôi. Rồi, như anh em thấy thì đây là cơ hội của mình. Một phát đạn hit nữa vào chiếc VK3001H. Anh ta đã mất nửa cây máu rồi. Rồi, như anh em thấy thì chiếc BZ3G cũng là một chiếc xe tiếp theo đang tấn công mình. Thêm một viên đạn nữa. Không cần phải ngắm quá chuẩn, chỉ cần slap shot mà thôi. 359 sát thương. Chiếc BZ cũng đã bay gần như bay màu rồi, anh ta còn chút máu. Mình cũng kết liễu anh ta luôn, không phải ngại ngùng gì cả. Anh ta chắc chắn cũng khó bắn xuyên được mình, nhưng mà thôi, mình muốn kết liễu anh ta luôn. Bây giờ là chiếc T28. Mình đang cố gắng bắn anh ta. Rồi, anh ta đã lùi rồi. Ây chà. Rồi, pháo bên mình cũng đã hỗ trợ. Với khởi động trận đấu như thế này thì thực sự là mình cũng không đáng lo ngại, bởi vì đây là phòng cấp 4, gặp cấp 5, cho nên là mình khả năng cao là mình sống sót sẽ rất là nhiều. Và thực sự cảm ơn bộ đội bạn. Thêm một phiên hit nữa vào phần lái xe và phần thân trên. KV-1 bây giờ chỉ còn 33 máu thôi. Và như anh em thấy mình đang lắp xong đạn nổ anh em ạ. Mình đang xong đạn nổ bởi vì sao? Mình không muốn phí đạn hit. Anh ta cũng chỉ còn 33 máu thôi. 33 máu thì đạn nổ chắc chắn là sẽ khả năng cao là anh ta bay màu rồi. Và chiếc VK anh ta đang xông lên cùng chiếc KV-1 chưa mắc. Chiếc KV-1 đội bạn là chưa mắc anh em nhé. Tháp pháo của anh ta với lại khẩu pháo của anh ta là chưa mắc, nên là mình cũng không sợ gì cả. Và T28 đang đứng trước khẩu pháo. Thêm một viên đạn hit nữa vào chiếc T28. Rất là đơn giản. Mình đang chống cự một mình ở đây nên không sao cả. Mình không lo ngại gì đâu. Rồi, bây giờ đây sẽ là cơ hội của mình để bắn KV-1. Không, mình sẽ bắn T28. Mình kết liễu luôn T28 và ăn được 5 mạng. Bây giờ chiếc KV-1 anh ta vẫn còn nguyên máu và chiếc VK anh ta cũng còn 300 máu. Đang cố gắng tấn công, nhưng mà có vẻ như là họ chơi không tốt cho lắm, bởi vì phòng cấp thấp mà, tân binh, mình hiểu mà. Cho nên là anh em đừng kêu mình giấm Âu nhé. Rồi, thêm một viên đạn nữa vào gầm chiếc KV-1, 372 máu. Và chiếc VK301 anh ta đi lên, nhưng anh ta lại lùi lại rồi. Đây là cơ hội của mình để bắn vào gầm chiếc VK, chiếc KV-1. Thêm một viên 370 nữa. Chiếc VK bên đội bạn đã thấy mình lót đạn và đang xông lên. Mình đang cố gắng xoay xe để KV-1 không bắn được xuyên mình. KV-1 từ nãy giờ không thể bắn xuyên mình viên nào cả. Đây là cơ hội của mình để giết VK. VK đã bay màu, bây giờ sẽ là chiếc KV-1. Mình đang cố gắng xoay xe. Anh ta không bắn xuyên được nữa. Trời ơi, chiếc sau ơi, mình đang solo mà. Nhưng không sao, mình đã ăn được 6 mạng trong trận đấu này. Và thực sự luôn là 4.000 thiệt hại anh em ạ. 4.000 thiệt hại, 4.000 thiệt hại trong vòng 5 phút trận đấu. Wow, một con số rất là tốt trên chiếc KV-1 với khẩu pháo 122mm. Trời ạ, thường thường một khẩu pháo 122mm là bắn khá là lệch và đạn bay rất là kém. Đấy. Nhưng mà trong trận đấu này, không, mình nói không luôn. Một trận đấu rất là tốt.
Được rồi, đây là cơ hội của mình để bắn trước M5. M5A1 Stewart. Không biết mình có thể ăn được anh ta không. Rồi, như anh em thấy thì anh ta đã bay màu. Và hiện tại trong trận đấu này mình đang tấn công vào căn cứ nhà địch. Bên địch cũng chỉ còn 3 người thôi, đó chính là chiếc Green Day Su-122A và chiếc M8A1. Chà, trận đấu này thực sự là rất là đơn giản đối với mình anh em ạ. Bởi vì bên đội bạn cũng là chắc là toàn là tân binh, nên là mình cũng không nói năng gì nhiều. Và mong rằng anh em cũng không có bình luận rằng là ông cầm cấp xe cấp thấp xuống ăn người ta, ông bắn hay xuống ăn người ta. Thực ra nha anh em không thể cấm mình bắn cấp thấp được anh em ạ, không thể nào cấm được. Đây là quyền của mình có thích thì mình chơi và mình chia sẻ với anh em. Yeah, một viên đạn bay bầu luôn chiếc Su. Bây giờ sẽ là cơ hội của mình để bắn trước M8A1 và mình không cần phải lót đạn hit anh em ạ. Bây giờ mình chỉ cần đánh đạn HE thôi. Nào, tăng lên 7 mạng nào, 8 mạng, 8 mạng, 8 mạng. Ôi không, như anh em thấy thì mình đã căn trượt trước M8A1 và anh ta đã bay màu. Bây giờ là chiếc Green Day sẽ là cơ hội duy nhất của mình để ăn chiếc Green Day, có thể nâng lên tổng số mạng là 8 mạng và huy hiệu 2 pháo. Yeah, chắc chắn là mình sẽ được huy hiệu 2 caliber rồi. Trong trận đấu này mình sẽ được huy hiệu 2 caliber rồi. Đấy, quyền của mỗi người thôi anh em ạ. Mình hoàn toàn có thể xuống bắn cấp 1 cũng được và bắn full đạn vàng và full đồ tím, chả ai nói năng gì. Đấy, cơ hội của mình, Green Day. Yes, Green Day đã bay màu. Trận đấu này mình đã bắn được 4.667 thiệt hại, chặn được 890 sát thương và ăn được 8 mạng, huy hiệu 2 pháo. Đó chính là chiếc KV-1 của chúng ta với khẩu pháo 122mm với bắn đạn hit và đạn HE. Wow, anh em nghĩ sao? Trận đấu tiếp theo, nhưng mà anh em lưu ý cho mình, ở trận đấu này một cái đặc điểm rất là lạ, đó chính là chúng ta chỉ có 14 người mà thôi. Vâng, nhưng em thấy thì hai bên, mỗi bên chỉ có 14 người chứ không phải 15 người. Đấy, anh em có thể thấy này. Đấy, chỉ có thiếu mất một người ở dưới này, cho nên trận đấu này chỉ có 14 người mà thôi. Rồi, nhưng em thấy thì ở trận đấu map này, map gì ta? Thôi, bỏ qua đi. Yes! Thêm một viên đạn hit đấm vào mặt chiếc Conventer. Và như anh em thấy, anh ta đã mất 392 sát thương. Một phát đạn rất là nhanh chóng gọn lẹ. Rồi, có vẻ như anh ta đã lùi vào. Đấy. Được rồi, mình có thể chia sẻ với anh em thứ này nhé. Chiếc KV-1 này là thực sự luôn là nó là một trong những chiếc xe rất là tốt ở cấp 5 ở trong sơ đồ công nghệ. Đây là một trong những chiếc xe mà đáng để có một chỗ trống trong gara, không lên bán anh em ạ. Vì sao? Bởi vì ấy, mình có thể chia sẻ với anh em thế này. Hồi xưa, cái hồi mà mình mới tập chơi World of Tanks ấy, cũng khá là chập chững ấy. Thì mình không có bạc đâu, mình cũng không có tiền. Học sinh mà tiền ăn còn phải cắt nửa đi để cầm đi chơi LED, thì lấy đâu ra tiền mua xe vàng. Vì thế mà chiếc KV-1 này là một trong những chiếc xe cứu cánh của mình hồi đấy để cày bạc anh em ạ. Đấy, hồi đấy mình cày bạc bằng chiếc KV-1 thì rất là nhiều, mình phải bắn đâu đó khoảng nuôi 6-700 trận để nuôi ăn cho mấy con xe liền. À, phát vừa rồi là bắt blind trúng anh em nhé. Phát vừa rồi mình blind trúng chiếc M10, tí nữa anh ta mất máu. Đấy, mình đã phải chơi nó đến nỗi mà rất là nhiều để cày bạc cho một số con xe cấp 8, cấp 9, cấp 10. Đấy, thì thực sự luôn, KV-1. Thứ nhất là chiếc xe này giáp thì không phải là quá là kinh khủng, nhưng nếu chúng ta nghiêng xe tốt thì hoàn toàn có thể chặn được. Đây, như bây giờ mình đang cố gắng nghiêng xe và di chuyển liên tục để có thể chặn đam, chặn thiệt hại chiếc M10. Chiếc M10 là một trong những chiếc xe có cái độ xuyên rất là tốt mà anh ta bắn đạn thường cũng không khó để xuyên được mình. Đấy. Rồi, nhưng anh em thấy thì chiếc M10 cuối cùng đã bắn xuyên được mình rồi. Chắc anh ta bắn vào tháp pháo. Rồi, mình đoán blind một phiên nhưng mà khả năng cao phát đến không trúng. Đấy, mình đang chặn thiệt hại khá là nhiều đây. Đấy. Thì chiếc xe này hoàn toàn có thể... Đấy, anh ta mất máu rồi anh em. Lúc đấy mình bắn đạn lổ trúng anh ta và anh ta mất máu. đạn hit chứ. Lúc đấy mình bắn đạn hit vào bằng phát blind thì anh ta mất máu. Thì đấy, hoặc chiếc KV-1 này nữa này, mình có viết bài vào tháng 3 ấy. Nhưng mà đấy là hồi trước. Yeah, một viên 375 vào chiếc M10. Đấy là cái hồi trước khi mà đạn lổ bị lép vào bản 1.13 ấy, thì chúng ta hồi đấy đạn lổ cực kỳ là hữu hiệu cho việc cày bạc. Vì sao? Đạn lổ thứ nhất gây sát thương lớn nếu xuyên, hoặc là không bắn xuyên thì cũng gây sát thương được, và chúng ta phải chi trả rất là ít anh em ạ. Chi trả tiền đạn cho đạn lổ rất là ít, hoàn toàn có thể dùng đạn lổ để cày bạc được. Và cái khẩu pháo 122mm này là một cái cứu cánh cho chúng ta trên chiếc KV-1 hồi xưa để cày bạc. Đấy. Một vài chiếc xe khác cũng có thể có bạn đạn nổ để cày bạc, như là chiếc M4 này, BZ4 này, hoặc là chiếc nói chung là chiếc hồi đấy chiếc KV-1S còn gì cơ, còn đang ở cấp 5 và cũng có đạn nổ cơ. À, cái nòng nòng 120mm cơ, nhưng bây giờ lại chuyển lên cấp 6 rồi. Hồi trước KV-1S ấy nó là cấp 6, sau bị đẩy lại thành về cấp 5 và cuối cùng lại đẩy về cấp 6. Mình chả hiểu quên mình luôn.
Rồi thêm một viên nữa 395 vào chiếc T1 TV. Wow. Đấy thì chiếc KV1 này thực sự là một chiếc xe đáng để có chỗ trống gara, và nếu anh em không có xe nào để cày bạc ấy thì hãy mua chiếc xe này về nhá. Hãy mua chiếc xe này về và cày bạc. Đấy. Hoặc là anh em bắn khẩu pháo 85mm cũng được, khẩu pháo 85 mm thì đấy cũng khá là tốt. Yeah, như vừa rồi thì anh em thấy rằng là cái độ phân tán của chiếc xe khá là to và đạn bay lung tung thì đấy là điều dễ hiểu thôi. Trúng đi. Rồi, thì anh em thấy thì xong trận đấu rồi. 14-0 anh em ạ, trận đấu 14-0. Đây là trận đấu ở map Berlin của mình. Đấy, cái trận đấu cực kỳ là kinh khủng. Mình không hiểu tại sao trận đấu này cực kỳ là dễ dàng và hiệu suất cao đến như thế. 4.667 thiệt hại. 8 người đã phải dừng chân trước họng súng của mình. Đấy, lấy được M, huy hiệu Rayleigh ăn 8 mạng, huy hiệu Pat Cusi ăn 2 pháo, Top Gun, rồi thì Steinwehr, rồi thì có cả Scout nữa anh em ạ. Mình phát hiện 9 người nha anh em. Mình cầm chiếc KV1 ở map Berlin, mình phát hiện 9 người và huy hiệu High Caliber. Và 1.828 kinh nghiệm gốc anh em ạ. Con số sát thương kinh khủng trong phòng cấp 4 và người đứng thứ hai trong sát thương này là 8.000 thiệt hại anh em nhé. Mình chiếm 4.667 thiệt hại trong này, chắc phải hơn 50% số máu ở trong này mất thôi anh em ạ. Kinh khủng thật. Đấy. Và mình lỗ mất 32.000 do mình bắn quá nhiều đạn hit cũng như là mình vật phẩm lớn. Nhưng mà không sao, anh em thấy đây, mình nếu mà chúng ta mà không loát đạn vàng nhiều mà kiếm về 4.000 thiệt hại thì chúng ta lãi được 83.000 bạc. Nếu mà có VIP thì theo mình nghĩ là kiếm về vậy thì tính ra chúng ta sẽ lãi khoảng 60.000. Đấy, thì theo mình nghĩ rằng chiếc KV1 này là một trong những chiếc xe cây công nghệ cày bạc khá là ổn định. Nếu anh em cảm thấy rằng là muốn không có tiền ấy, anh em mới chơi không có tiền để mua tăng vàng để cày bạc ấy, thì thôi cứ chọn một vài chiếc xe trong sơ đồ công nghệ thì đây là một trong những chiếc xe mình khuyên dùng. Tất nhiên là mình vẫn còn rất là nhiều trận đấu nữa bắn trên chiếc KV1 này. Nhưng mà thực sự là mình chỉ muốn chia sẻ vui vẻ với anh em về một video về chiếc KV1 này thôi. Bởi vì mình rất là ít khi bắn cấp thấp mà. Cho nên là muốn bắn thêm thì chắc là video sẽ rất là dài. Đấy. Vậy thì còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về chiếc KV1 sử dụng khẩu pháo 122mm này? Đấy. Anh em có thấy ấn tượng không? Anh em có thấy nó bá không? Và anh em có thấy rằng với đạn hit như thế nó có thể... gọi là có hiệu suất cao để cày thành tích cá nhân không thì đừng quên bình luận phía dưới. Và trong World of Tanks của chúng ta có rất là nhiều chiếc xe cấp thấp từ cấp 6 đổ xuống sử dụng những khẩu pháo lòng nổ, đạn nổ ấy là 105mm và 120mm. Đấy. Vì thế anh em có muốn mình làm thêm về những video về những cái chiếc xe mà lắp khẩu pháo như thế này không, hoặc là những chiếc xe tăng huyền thoại không như T-3485 lại lắp khẩu pháo 122mm thì sao? Nếu mình nhớ không nhầm thì khẩu pháo 122mm này cũng lắp trên chiếc xe T-3485 anh em ạ. Đấy, thì đây mình sẽ cho anh em xem có rất là nhiều loại xe mà sử dụng khẩu pháo 122mm ở tăng Liên Xô. Đây, như là chiếc Su-85 thì phải. Đây, chiếc Su-85 cũng sử dụng khẩu pháo 122mm. Đấy, anh em có muốn mình làm trên chiếc xe này không? Hoặc là chiếc Su-100 cũng được, chiếc Su-100 cũng sử dụng khẩu pháo 122mm nhưng mà đây là khẩu pháo dài rồi nên là không tính. KV2 cũng vậy, KV2 thì thôi, KV2 thì cũng có khẩu pháo 120mm ấy, nhưng mà thôi, chúng ta làm rồi, làm về khẩu pháo 152 rồi. KV1 cũng vậy, KV1 cũng có khẩu pháo 122mm nhưng mà tên khác đi là Howitzer anh em ạ, tên khác đi là Howitzer S41. Đấy, độ xuyên cũng nhỉnh hơn 10mm anh em nhé. Đạn hit nó nhỉnh hơn KV1. KV1 thì chỉ có khoảng 140 thôi, nhưng mà khẩu pháo này nhỉnh hơn và quá trình nót đạn tốt hơn, phân tán tốt hơn, thời gian ngắm ok hơn. Anh em có muốn mình làm về chiếc KV1S không? Đấy. Hoặc là chiếc T150 cũng vậy. Chiếc T150 chúng ta cũng có khẩu pháo 120mm. Chiếc T-3485 cũng thế, cũng có khẩu pháo 122mm. Anh em có muốn mình chơi 122mm trên T-3485 không? Đừng quên bình luận phía dưới nhé. Đấy. Và cũng có rất là nhiều chiếc xe khác có khẩu pháo nòng nổ là khẩu pháo ở cấp 5, như là chiếc BZ4 chẳng hạn. Chiếc BZ4 đây này, khẩu pháo 110,5cm. Đấy, cũng được, mình sẽ làm video về chiếc xe này. Cũng đây là một trong những chiếc xe khá là huyền thoại đấy. Đấy. Đấy, rồi thì bên Mỹ thì chúng ta có chiếc M41A1 này. Đấy, rồi hoặc là chiếc E2 trong bộ sưu tập này, hoặc là chiếc Jackson này. Chiếc Jackson bỏ đi khẩu pháo 100 à đâu, chiếc Wolverine nhầm. Wolverine này, khẩu pháo 105mm này. Đấy, khá là thú vị đúng không anh em? Đấy. Bên Anh cũng thế.
bên Anh thì chúng ta có Chu Chin một khẩu pháo đâu rồi, cái khẩu pháo mà đây 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 khẩu khẩu pháo lổ đấy nhở, đây có phải khẩu pháo lòng nổ không, đúng không? Đây 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 khẩu pháo này là khẩu pháo lổ thì phải, mình nhớ không nhầm thì đây là đúng rồi, lòng nổ này. Cũng khá là thú vị. Hoặc là chiếc carbinator này thì không có rồi, thì đây Cromwell cũng có khẩu pháo lòng nổ là 3,7 inch này. Đấy, rất là nhiều nhiều chiếc xe. Bên Pháp thì chúng ta có chiếc hình như là cho vào bộ sưu tập rồi thì phải, hình như thế. Đấy, nói chung là trong World of Tanks chúng ta có rất là nhiều chiếc xe có khẩu pháo, như là chiếc OI nữa này. Đấy, là nói chung là anh em có thấy cái video này thú vị không, về chiếc KV-1 huyền thoại về khẩu pháo 120mm hay không, thì đừng quên bình luận phía dưới để mình biết nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu thấy hay và ích thì đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Chúc anh em chơi game vui vẻ và có những phút giây thật là tốt trên những chiếc xe huyền thoại nếu anh em đang có trong gara. Ok, bye bye.